cho mọi người. Đây nè, phải giới thiệu đến mọi người là ăn món bò kho ốc la. Nhưng mà ốc la bỏ nhà rồi cho nên là ăn bò kho thôi nha. Đó, mình mua bò về nè, mình hầm nó rụt. Lúc đầu là mình có hũ gia vị đó, gia vị bò kho đó. Thì mình để vô mình ướp với tỏi, ướp thịt cho nó thấm xíu. Rồi mình mới bắt lên lên bếp á, mình tao nha. Mình tao rồi sau đó mình đổ nước cốt dừa rồi vô, nước dừa chứ quên nha. Bây giờ là mời mọi người cùng ăn nha. Đây, một tê chấm. Để chứ lại em múc cho anh. Sực sực này nó mềm cho ta. Miếng mềm chưa? Mềm. Nè, nó rụt nè, nhìn ngon. Vừa ăn mình. Vừa, ngon. Cho em xíu tiêu đi. Anh bỏ ớt. Nhưng mà mình thích rắc vô xuất tiêu. Trời, nước nó thơm mà nó ngon. Đừng cái làm món nào á, mình sợ thích mình được nấu được hết á. Đúng không? Ừ, đúng. Đúng quá rồi. Bà sợ nó mua quanh. Ừ. Ngon ha. À. Nước đậm đà. Ừ. Mà kho mình ăn mình hấp gì luôn á. Bánh mì này mình mua ở chỗ Sành đó, đặc biệt. Nóng bánh mì Việt Nam. Bánh mì nó mềm vậy anh? Mềm. Ừ. Nhà rất thực. Nếu bà kho mà ăn vừa ăn á, hấp đi. Mì xong rồi mình nướng lại thôi, nó giòn. Ngon. Nhìn nước mát. Nước mát rồi. Xong rồi uống. Ngon lắm. Nướng sực sực ha. À, sực sực. Ăn hết chưa? Ăn múc chưa? Đủ.
thịt nè. Ăn nó thấy rục. Rục luôn. Mình làm mật họ. Mình có xả nè, xả cây á. Mình cắt khúc ra cho mình đập ra, mình bỏ luôn cho thơm. Ngon, mấy cái sụn nè, mấy cái cá, mấy cá rồi. Đúng rồi, ăn nó giòn mà. Rồi. Rồi rồi. Ngon. Nếu mình nấu cái nồi sâu cũng là cái này nó mềm luôn á. Nó ăn giòn thì mình nấu kìa. Bào kho phải có này nó ra bò sực sực kìa. Ăn sực sực đó hả? Hủ tiếu bò kho hay ăn bánh mì á, mà hủ tiếu mới đang ăn hủ tiếu bò kho. Ăn hủ tiếu em mở giùm em ra cái đèn. Đó mở cho em. Đúng rồi không? Không, cái bình nước á, em đang ăn chè nè, em đang miệng chè nè. Này là chè Vĩnh Nha. Nhiều lúc có chén ăn ly, có ly ăn chén cũng được nha mọi người. Đó, chị Diễn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh nha. Chia sẻ kênh của Thoa để mà các bạn biết nhiều hơn nữa nha mọi người. Cảm ơn tấm chân tình yêu thương của mọi người dành cho Thoa nha. Bye cả nhà.